Xin chào tất cả quý vị nha, mời quý vị đến với phần tiếp theo của lễ chụp hồn giải hạn nhé. Còn tôi đồn vẫn còn Lạng Sơn nhé. Chủ trì lễ hôm nay là thầy Thèn Hồng nha quý vị nhá, mặc áo đỏ đây. Quý vị bấm đăng ký để xem những video tiếp theo nhé. Và bấm chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Hai nha quý vị. Còn anh áo trắng là chủ nhà nha quý vị. Chị Phương ơi, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.